thì nó không vẻ khó rất là dễ khó chịu, nó không dễ nhìn. Thì mình bôi đen tất cả, mình kịch vào phá và tròn thân màu đen đấy, thì các bạn có thể thấy chữ của mình là có vẻ dễ nhìn hơn. Điều tiếp tục mình sẽ insert hai nền về hoa thiên điệu này vào. Insert có nghĩa là thêm vào đấy, thêm vào hai nền. Thì mình sẽ insert chọn picture và mình chọn vào mục download. Mình bấm phím Ctrl để thêm insert hai nền vào. Giờ thì mình chỉ việc là kéo sao cho nó phù hợp với hình ảnh của mình. Thì mình đã insert hình ảnh vào. Thì giờ làm sao để cho hình ảnh của mình có khung hình, thì bạn có thể ở trên phía picture tool format này thì nó sẽ hiển thị những cái khung hình nào đó cho mình. Ví dụ mình chọn khung hình cho những cái hình ảnh này thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ kích vào hình ảnh này và chọn khung cho nó đấy. Ví dụ mình sẽ chọn khung này và bên này cũng vậy, mình kích vào nó và mình chọn khung này. Thì bây giờ mình đã hoàn thành xong cái slide đầu tiên rồi. Xin chào mọi người, thì chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn làm về PowerPoint. Thì ở trên màn hình của chúng ta thì các bạn có thể thấy là họ sẽ có một cái hai cái ô như vậy. Đây là hai cái ô màu của phần mềm này. Thì mình muốn điền những cái chủ đề của mình vào hoặc điền những cái thông tin của mình vào thì mình chỉ việc là kích vào trong này để mình nhập vào thôi. Đây là cách điền những cái thông tin và điền chủ đề của mình vào. Thì bây giờ thì mình sẽ được em các bạn chọn một thiết kế design. Thì làm sao để lựa chọn được design này? Mình sẽ click vào design này. Thì bạn có thể thấy là có những cái mẫu có sẵn này. Thì những mẫu này thì nó đã được chỉnh sửa và thêm màu mè cho nó vào, thêm gia vị vào. Thì đây là mình chỉ lựa chọn và sử dụng thôi, mình không cần thiết kế bất kỳ những cái slide khác. Thì bây giờ mình lựa chọn một mẫu design đơn giản bất kỳ này. Đấy, mình chọn mẫu này. Thì các bạn có thể thấy nó sẽ tự động hiển thị ra cái design cho mình. Đấy là mình chỉ việc nhập vào và sử dụng nó. Thì đầu tiên thì mình sẽ nhập chủ đề của mình vào. Ví dụ hôm nay thì mình sẽ lựa chọn chủ đề là hoa thiên điệu. Đấy. Thì mình muốn in đậm chữ này. Thì làm sao để in đậm được chữ này thì mình chỉ việc là bôi đen nó. Bôi đen và mình bấm phím Ctrl B. Ctrl B này là in đậm lên hoặc là mình sáng hô và mình kích vào chữ B này, hoặc mình chơi mình muốn căn giữa thì bấm căn giữa hoặc bấm Ctrl A. Còn ở dưới này thì mình chỉ việc là thêm một đoạn giới thiệu của mình vào. Đấy. Thì chữ đấy thì mình sẽ trong một cánh giữa ở cánh đều hai bên như vậy cho nó vẻ gọn gàng hơn và đẹp mắt hơn. Và bạn có thể thấy chữ đấy chữ màu nâu này.